Các bạn đã quay trở lại với series tin học văn phòng. Hôm nay chúng ta sẽ học Excel bài số 10, các hàm cao, max, min. Thì đầu tiên là hàm cao được sử dụng để đếm các ô có dữ liệu. Thì để thực hành hàm cao chúng ta có bằng COUNT cao, và chúng ta bôi các giá trị, bôi các giá trị. Đây, ví dụ chúng ta đếm cái khu vực điểm này. Sau đó chúng ta có thể là thêm các giá trị khác, vân vân, thêm các địa chỉ khác, vân vân. Tại Enter thì tất cả tổng cộng là có 44 ô. Thì ở đây 11 x 4 bằng 44 ô. Bây giờ giả sử như chúng ta xóa đi một dòng là đấy mà không có dữ liệu. Thì ta, ví dụ như là dòng này chúng ta xóa đi. Thì ta sẽ còn 40 ô có dữ liệu, gọi là hàm cao, đếm các ô có dữ liệu. Tiếp theo là hàm max để tìm giá trị lớn nhất của trong cái đống này, trong cái hàm, trong cái vùng được chọn. Thì để thực hành hàm max thì chúng ta gọi bằng max giá trị lớn nhất. Đây chúng ta có thể là bôi đen một vùng như này, hoặc là bấm vào một ô như này, hoặc là bấm vào ô đầu, sau đó chúng ta gõ hai chấm, chúng ta bấm vào ô cuối, hiện tại cũng thực hiện được. Sau đó chúng ta đóng ngoặc, enter. Đấy, thì giá trị lớn nhất trong cái vùng dữ liệu này là 10. Và đây, đây là cái ô mà có chứa dữ liệu giá trị lớn nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hành cái hàm min. Hàm min là tìm giá trị nhỏ nhất, thì chúng ta gõ bằng min, nó mở ngoặc ra các cái số hạng mà chúng ta cần tìm giá trị nhỏ nhất. Chúng ta có thể bôi đen cũng được. Đấy, khu vực này chúng ta có cái vùng dữ liệu lúc nãy ở bài thực hành số 9 chúng ta đã đặt tên, thì nó sẽ lên cái vùng dữ liệu này là điểm trung bình. Sau đó chấm phẩy, chúng ta có thể kích vào một ô, chúng ta có thể kích vào ô đầu, sau đó chúng ta gõ hai chấm, chúng ta kích vào ô cuối. Đấy, thì ta có rất nhiều cách để lựa chọn các cái khu vực để chúng ta tìm ra cái giá trị min ở trong cái khu vực đó. Cuối cùng chúng ta đóng ngoặc và enter, thì điểm nhỏ nhất trong cái khu vực mà chúng ta vừa lựa chọn trong cái số và khu vực mà vừa lựa chọn là 2,5, đây cái điểm nhỏ nhất đây. Thì trên đây là ba cái hàm cao, max, min, những là những một trong những cái hàm dễ nhất của Excel. Thì chúc các bạn thực hành thành công, và bạn hãy like, chia sẻ và nhấn đăng ký để xem được các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.